Kia Seltos luôn là một chiếc xe hot mọi thời điểm từ lúc ra mắt đến giờ. Và vì sao nó hot thì mọi người hãy theo dõi video cùng em để xem những cái tính năng mà nó đáp ứng được cho khách hàng với số tiền chỉ khoảng tầm 700 thôi là nhà mình đã chốt được xe rồi. Và với thời điểm là xe mới thì cũng không có hàng để chạy thuế và cũng đã hết thời điểm để chạy thuế rồi quý vị anh chị ạ. Chính vì vậy mà chiếc xe Kia Seltos em đang muốn giới thiệu cho quý vị anh chị đây với một tông màu rất là cá tính này. Thì phải nói là nó sẽ đem lại cho quý vị anh chị một cái sự nổi bật cá tính rất là riêng. Và chắc chắn là cũng phải hợp mệnh một số bác rồi đúng không ạ? Đây là một chiếc xe Kia Seltos bản 1.4 turbo, động cơ cao cấp nhất. Và với tính năng option, full option cho quý vị anh chị nhé. Xe đi rất là lướt, chỉ có 13.000 km thôi. 2021 13.000 km biển Huế anh chị nhé. Một chủ từ đầu chắc chắn hết rồi. Và bây giờ thì em sẽ vào chi tiết hơn về chiếc xe này cho quý vị anh chị cùng xem. Phần thiết kế đầu xe, vì sao em nghĩ là nó cháy hàng thì đúng là thực sự là nhìn nó rất là nuột. Từ cái cung cách người sử dụng thiết kế cho đến những cái nhấn nhá trên hình thức của xe thì nó mang lại cho khách hàng, cái đối tượng khách hàng tầm trẻ trẻ xong rồi có một con ấy, đi lại rất hợp lý. Và cái điểm hay so với những chiếc xe cùng phân khúc đó là Seltos nó đáp ứng được cho khách hàng là có cửa sổ chờ này, có làm mát ghế, có hàng ghế hàng thứ hai. Và quay lại trở lại với chiếc xe đang giới thiệu cho các bác thì gia chủ mặc dù là nó không quá cao đâu nhưng mà bác ấy cũng làm thêm một cái bậc lên xuống xe rồi. Và em đánh giá là cái bậc này thì cũng tùy từng nhà, những nhà nào mà có trẻ nhỏ hoặc là người già ấy thì mình cũng nên lắp, còn không thì mình cứ để xe cũng bình thường thôi, cũng không cần lắp những cái thực sự cần thiết như cam hành trình, em thấy là sẽ cần thiết hơn. Với chiếc này thì vẫn là cốp cơ thôi quý anh chị nhá. Nhưng mà thực ra là cái cốp cơ hay cốp điện thì nó cũng còn tùy theo cái số tiền anh chị bỏ ra. Và với những chiếc xe này thì với tầm tiền như vậy thì là em không nghĩ là mình đòi hỏi quá nhiều được rồi. Vì xe lại còn rất là lướt 2021 mà chắc chắn là mình mua xe này cũng tiết kiệm được xe mới là ít nhất là 90 triệu rồi anh chị nhá. Xe vẫn còn nguyên lốp sơ cua và chưa hạ anh chị nha. Vì thực sự là 2021 thì không khác gì một chiếc xe mới cả. Bác chủ cũng đã tân trang một cái hệ thống đằng sau cốp rất là sạch sẽ. Lốp sơ cua vẫn còn nguyên zin cho quý vị anh chị nhé. Từng dấu phẩy sơn của xe đây, quý vị anh chị có thể nhìn thấy là còn nguyên theo của nhà máy ạ. Và bây giờ thì em sẽ vào cái khoang đắt tiền nhất của chiếc xe này cho quý vị anh chị có thể cảm nhận cùng em vì sao nó lại rất là hot từ lúc ra mắt đến giờ. Cái tông màu bên trong thì có cái nhược điểm đó là nó màu kem, thì nếu mà nhà có trẻ nhỏ thì khá là bật anh chị ạ, nhưng mà nếu mình giữ gìn thì không sao, vấn đề gì cả. Bệ thì tay chứ đầy đủ hết rồi, là cửa gió hàng thứ hai, hai khoang cổng sạc đấy, cửa sổ trời, không thiếu một tính năng gì so với chiếc xe cùng phân khúc đâu. Mà tiêu hao nhiên liệu thì cũng rất là ít thôi, động cơ turbo nữa là đi cực kỳ khỏe anh chị nhé. Keo chỉ của xe thì chắc chắn là còn zin 100% rồi. Đấy, nên quý vị anh chị mua bán showroom thì em còn cam kết văn bản cho anh chị nữa cơ. Vì thực sự là với cái tông màu như này thì cũng không phải khách nào cũng chốt được. Nhưng mà nhà em xe đẹp thì cũng phải nhập về hết cho quý vị anh chị cùng xem, cũng không thể bỏ lỡ được. Đây, cái tính năng đắt tiền và em thấy là hữu ích nhất này, đó chính là làm mát ghế. Thời tiết ở Hà Nội cũng như là Việt Nam ấy khá là nồm ẩm nên là mình lựa chọn cái tính năng này, mình sử dụng được nhiều lắm, nhiều hơn là tính năng làm nóng nhiều. Cái tính năng làm nóng ghế thì hầu như những cái xe hồi xưa cũng có rồi, nhưng mà bây giờ cái phiên bản này nó có đầy đủ cho mình, cruise control rồi, đầy đủ hết rồi, điều hòa độc lập tự động hai bên, làm mát ghế nhá, rất là đẹp. Một chiếc xe Kia Seltos. Và với chiếc xe Kia Seltos 1.4 turbo trên Elantra ấy, thì đang có mức giá rất yêu thương cho quý vị anh chị. 2021 đi chuẩn 13.000 km với giá bán vô cùng hợp lý anh chị nhé. Nhà mình nếu mà có về tỉnh thì càng hợp lý hơn. Thì với mức giá chiếc xe này 755 triệu anh chị ạ. Giá trên thì em Ngọc còn thương lượng và gia lộc cho nhà mình nữa thì xíu xíu thôi. Thì nhà mình quan tâm cụ thể thì hãy liên hệ với em trên số hotline 0942 899 939 anh chị nhé. Rất là mong sẽ được đón tiếp phục vụ anh chị được một cách sâu sắc và tận tình nhất. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video, và hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo ạ.